Ok, và xin chào mọi người, nói trở lại với trình độ của mình thì mình là với mình anh. Mình đâu trở lại ở đây thì hôm nay chúng ta sẽ vào lại với tựa game 15 phút ra. Thì mới đây thì tất cả update thì mình cũng đã show qua, hoặc là các youtuber khác cũng đã show qua rồi. Thì mình không có show nhiều á, thì mình chỉ có kiểu mình show lược lại về những cái mà thay đổi mới á, để cho các bạn nắm bắt và dễ hiểu hơn, nếu mà các bạn có thể sai lệch về cái hướng đi nó ha. Cái lần này mình nói về cái vấn đề về đảo bí ẩn ha. Thì hiện tại là bí ẩn, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là nó ở trên này màn hình nè. Bây giờ nó sẽ xuất hiện, hay vì nó không xuất hiện mình không rõ nữa, trên wiki nó là mình chưa chắc chắn nha các bạn. Nó có xuất hiện, nó spam ở đây ngồi thì ở đây chờ ở đây á, nó có spam đảo bí ẩn hay không, nhưng mà mình đã test thử rồi các bạn. Mình đã ngồi tầm một tiếng hơn mà không thấy đảo bí ẩn, nó sẽ bầm ở đây. Mặc dù mình ngồi thiền nha, hồi nãy mình có ngồi thiền ở ngồi đó và mình mới reset lại thôi. Mình không thấy nó sẽ bầm ở đây đảo bí ẩn. Thì theo thông tin mình nhận được là đảo bí ẩn bây giờ nó sẽ chuyển qua cái phần cái dưới đây nè, cái phần này nè, nó sẽ hiện số 3, nó hiện số 1, 2, 3, 4, 5, 6, có 6 vùng với 6 độ, 6 gì, 6 mức độ nguy hiểm khác nhau. Thì các bạn bây giờ đảo bí ẩn á, nó sẽ spam trong khu vực là từ 3 đến 6, độ nguy hiểm từ 3 đến 6 thôi. Nên là các bạn hãy lưu ý giùm là giờ này bạn có thể là chỉ khu vực từ 3 đến 6, các bạn chơi trong đó chỉ có cơ may ra đảo bí ẩn thôi. Còn mình đã thử rồi, mình thì tỷ lệ cao thì ở vùng thứ 6, thì ở vùng thứ 6 các bạn sẽ khó tìm hơn. Nếu bạn may mắn thì ở vùng thứ 3 các bạn có thể tìm được ha. Vùng thứ 6 cực kỳ khó tìm các bạn ạ. Sao nó tối hù hết à, nó trời tối ha. Thì cái cách mà các bạn có thể tìm được cái bánh răng đơn giản á, thì các bạn bật cái bánh răng trên đây nè. Đấy, có cái phần Morat Flat Mod nè mọi người, nó sẽ giảm đi cái độ tương phản của cái game, nó sẽ ít tối đi và các bạn có thể thấy những cái block gần đó ha. Và đương nhiên cái bánh răng nó sẽ tối, ở vùng 6 thì bánh răng nó sẽ tối, thay vì nó sáng theo màu xanh thì nó sẽ sáng theo cái vàng, màu trắng luôn. Mình đã gặp được bánh răng đó rồi, bây giờ mình sẽ cái hình nó sẽ mình sẽ đưa hình lên cho các bạn coi ha. Đây, đó, và đó là những điều mình muốn nói sau đây thôi. Bye bye, và hẹn gặp lại các bạn những video sau.